cách hóa giải vận xui hiệu quả bất ngờ, không thể tin nổi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Vạn vật trên đời sinh ra đều có vận mệnh. Vận mệnh con người lúc cát, lúc hung. Trước khi xảy ra bất chắc, nếu có thể dự đoán mà tiến hành hóa giải thì có thể giảm nhẹ, thậm chí khiến đen đủi tiêu tan. Còn việc hóa giải vận xui có hiệu quả hay không thì ngoài đạo hành của thầy làm phép hóa giải thì mức độ thiện ác của người cần hóa giải cũng quan trọng không kém. Nếu bạn gặp vận đen xui rủi mà vẫn tiếp tục làm chuyện bất nhân thì dù có làm phép hóa giải ra sao cũng vẫn vô dụng. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin được chia sẻ đến quý vị và các bạn những cách để hóa giải vận xui, bao gồm các mẹo phong thủy giúp bạn thoát khỏi xui xẻo đeo bám. Kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. 1. Dùng màu sắc áp chế. Dùng màu sắc quần áo áp chế chính là cách sử dụng màu sắc theo phong thủy để hóa giải vận xui, bổ sung những điểm còn thiếu trong mệnh cục. Đây là phương pháp căn cứ vào ngũ hành mệnh cục. Theo ngũ hành, màu đỏ thuộc hành hỏa, màu vàng thuộc hành thổ, màu đen thuộc hành thủy, trắng thuộc hành kim, còn xanh lá thuộc hành mộc. Tùy thuộc vào dụng thần hỷ kỵ của mỗi người mà lựa chọn quần áo có màu sắc sao cho phù hợp để đẩy cát trừ hung, cụ thể như sau. Người mệnh kim nên mặc đồ màu trắng, vàng cũng nên dùng đồ đạc hai màu này. Trang sức bằng vàng là tốt nhất, còn mua xe hay từ sách thì chọn hai màu vàng, trắng. Người mệnh mộc nên mặc đồ màu xanh lá và màu đen, cố gắng sử dụng nhiều đồ dùng có hai màu này. Nên đeo trang sức phong thủy như đá quý hay ngọc màu đen. Người mệnh hỏa hợp với đồ màu đỏ, tím và xanh lá. Kỵ đeo trang sức màu vàng bạc các loại, không nên đi xe màu đen. Tốt nhất nên chọn xe hoặc túi có màu đỏ và xanh lá. Người mệnh thổ nên mặc đồ màu đỏ và vàng, đeo trang sức đá quý màu vàng, hồng ngọc. Xe cộ hay túi sách nên chọn màu đỏ hoặc vàng. Người mệnh thủy hợp với màu đen, trắng. Quần áo và đồ dùng nên dùng nhiều hai màu này. Trang sức vàng bạc rất tốt nên đi xe màu đen hoặc trắng. Mỗi ngày con người dành khá nhiều thời gian trên giường. Vì vậy, theo phong thủy phòng ngủ nên chọn đồ đạc và giường ngủ có màu sắc hợp với bản mệnh để phát huy hiệu quả tối đa. 2. Thay đổi môi trường sống và làm việc. Theo các cách hóa giải vận xui, nhiều người hay lựa chọn cách thay đổi môi trường sống và làm việc. Cách này được chia làm hai loại. Một là rời khỏi nơi đang sống để đến một vùng đất mới phát triển. Hai là lợi dụng xem hướng nhà hợp phong thủy hoặc cải tạo phong thủy âm trạch để bổ sung điểm còn khuyết thiếu trong mệnh cục, từ đó nâng cao vận khí. Trong số đó là cách được rất nhiều người lựa chọn. Cách này có tác dụng giúp con người gặp hung hóa cát trong gian nan xoay chuyển vận mệnh. Cách này sẽ lấy nơi sinh của người cần hóa giải làm vị trí trung tâm để xét phương vị cần thay đổi. Người mệnh hỏa nên sống và làm việc ở hướng nam hoặc hướng đông. Nhà ở nên tọa đông, hướng tây, tọa nam, hướng bắc. Âm trạch nên tìm nơi phong thủy có hướng giáp, ất, mão, dần, bính, kỳ, ngọ, đinh để trợ vận. Người mệnh kim nên rời đến sống và làm việc ở hướng tây, hướng bắc hoặc tây bắc. Nhà ở nên tọa tây hướng đông hoặc tọa tây bắc hướng đông nam. Âm trạch bổ vận nên chọn nơi có hướng canh, dậu, can, thìn, tuất, tân, sửu, mùi, khôn. Người mệnh thủy nên chuyển đến sống và làm việc ở hướng tây, hướng bắc hoặc tây bắc. Nhà ở nên tọa bắc hướng nam hoặc tọa tây hướng bắc, tọa tây bắc hướng đông nam. Âm trạch trợ vận nên chọn nơi có hướng tí, nhâm, quý, hợi, can, canh, dậu, tân. Người mệnh mộc nên chuyển đến sống và làm việc ở hướng đông. Nhà ở nên tọa đông hướng tây hoặc tọa bắc hướng nam. Âm trạch bổ vận nên chọn nơi có hướng giáp, mão, ất, nhâm, dần, tý, quý, hợi.
Cách hóa giải vận xui bằng phương vị có thể giải trì xung khắc của sao Thái Tuế đối với mệnh cục, giúp bạn đẩy trừ cát hung. 3. Cầu an cầu phúc. Cầu an giải hạn là cách mà dân gian truyền lại từ xa xưa. Khi gặp chuyện không lành, muốn hóa giải, ngăn chặn thì nên đi cầu phúc Quan Âm, phúc Thái Tuế, phúc bình an. Chuyện xui rủi liên quan đến bệnh tật nên cầu phúc Dược Vương, phúc Hoa Đà, phúc Thiên Y phò trợ. Nếu thất thoát tài lộc nên cầu phúc Tài Bạch, phúc Tài Thần để đại cát, đại lợi. Cách thức cụ thể như sau. Thái Tuế nhập mệnh, gặp nhiều chuyện không thuận lợi, sau tiết lập xuân nên đi cầu phúc Thái Tuế bình an hoặc phúc Thái Tuế. Thái Dương Tinh nhập mệnh, nữ giới hay có chuyện xui rủi, vướng vào thị phi, người già dễ trượt ngã, thất thoát tiền bạc. Sau tiết lập xuân nên đi cầu phúc Thái Dương. Tăng môn Bạch Hổ nhập mệnh, bản thân và người nhà dễ gặp tai nạn, tiền bạc mất mát, gặp chuyện tang thương nên đi cầu phúc Quan Âm, Tống Bạch Hổ, Câu Văn hoặc Thái Âm nhập mệnh. Đề phòng bệnh tật, tài lộc hư hao nên cầu phúc Quan Âm, phúc bình an. Ngũ Quỷ nhập mệnh, đề phòng tiểu nhân gây chuyện thị phi, nhân đình bất an, tổn tài thất lộc nên cầu phúc Hoàng Thành, phúc bình an, Tống Ngũ Quỷ giải oan ách. Tử phù, tiểu nhạo. Tử phù, tiểu hao nhập mệnh, sẽ mất tiền, mất của, không nên đi thăm bệnh, cần cầu phúc bình an, phúc tài bạch. Tuế phá đại hao nhập mệnh, không phá tài thì phá mệnh, nên đi cầu phúc tài bạch, phúc Quan Âm, phúc bình an. Thiên cầu nhập mệnh, sẽ ủng đau tai nạn, phá sản mất tiền, vướng chuyện thị phi, tiểu nhân trục lợi, nên cầu chúc trương tiên. Bệnh phù nhập mệnh, tiền của hư hao, bệnh tật triền miên, không nên đi đám ma, đi thăm bệnh, nên cầu phúc Dược Vương, phúc Thiên Y để tống bệnh phù, cầu phúc bình an để thoát tai ách. 4. Di hoa tiếp mộc. Đây là phương pháp chuyển dịch vận đen, đem xui rủi rời đi hướng khác. Nếu mệnh chủ lưu niên xung khắc với hành vận có họa đại nạn thì có thể dùng ngao thụ, ngao thần, ngao thạch để hóa giải. Nếu nữ mệnh khắc phu hoặc có số hai lần đò, có thể hóa giải bằng cách ôm cây lớn để khắc sát chuyển dịch sang cây. Khi chọn cây nên tránh những cây có thân rỗng hoặc có quả, cây càng to càng tốt, hiệu quả càng cao. Mệnh chủ hoặc trẻ con có mệnh cục tiết khí quá mạnh, có thể dùng phương vị hợp với mệnh chủ để tìm người trợ giúp bằng cách nhận người thân nhờ khí vận phong thủy hai nhà bổ sung khuyết thiếu của mệnh chủ, hóa giải vận xui. 5. Hành thiện tích đức. Hành thiện tích đức là một trong những cách phổ biến được nhiều người lựa chọn, cũng là cách hóa giải vận xui tương đối linh nghiệm. Người xưa đã dạy, thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Trong cuộc sống nên chú ý những điều sau. Tối kỵ đại tiểu tiện ở đầu cầu, xung quanh đền chùa miếu mạo, làm vậy sẽ tự tổn âm đức. Tối kỵ có ơn không trả, ngược lại lấy oán báo ân, đại tổn âm công, âm đức, bản thân hoặc con cháu đời sau sẽ phải chịu báo ứng. Nên giúp đỡ người nghèo khó, ốm đau, bệnh tật, lấy tiền của trợ giúp mọi người, kính già, yêu trẻ. Như vậy mới càng thêm tự tích, âm công, âm đức, ngày sau ắt được ban phúc, ban lộc. 6. Phóng sinh giải hạn. Phóng sinh là cách hóa giải vận xui theo thuyết Phật gia. Phóng sinh một lần, phúc báo đời đời, nghiệp lành khai nở. Vậy phóng sinh nên chọn rùa, cá là tốt nhất. Mỗi khi gặp trắc trở hay bệnh tật, có nguy cơ vướng vào lao lý, đều có thể lựa chọn cách này. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, phải nhớ kỹ những ngày sau, tuyệt đối không được ăn thịt những con vật đã phóng sinh. Có hai cách phóng sinh. Cách thứ nhất là khắc bát tự của người gặp nạn lên mai rùa rồi thả xuống sông hồ. Tuy nhiên, người mệnh họa không nên làm cách này. Cách thứ hai là đọc tên tuổi, địa chỉ của người phóng sinh và niệm chú đại bi 9 lần rồi phóng sinh. Nên nhớ, phóng sinh nên làm bằng lòng thành, khi phát từ tâm tuyệt đối, không có lòng tư lợi. Nên chú ý đến môi trường sống của vật phóng sinh, nên chọn nơi vắng vẻ để tránh lòng tham của người săn bắt, tránh tạo nghiệp chướng cho họ mà chính chúng ta cũng bị giảm phần công đức. Quý vị thân mến, ở phần đầu tiên, kênh Phong Thủy Sa Cát đã giới thiệu đến quý vị và các bạn cách để hóa giải vận xui vô cùng hiệu quả. Nếu quý vị thực hiện đúng và chính xác nhất theo hướng dẫn của chương trình, chắc hẳn mọi vận xui sẽ không cánh mà bay, mọi thứ sẽ trở về đúng với quỹ đạo của nó. Và lúc này chính là lúc để chúng ta có thể tăng thêm may mắn và tài lộc, tình duyên cho bản thân. Và ngay trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Sa Cát sẽ bật mí đến quý vị một vài tuyệt chiêu phong thủy cực kỳ độc đáo,
nhưng lại có thể đem lại vận may rất đáng kinh ngạc. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Chương 1. Vỏ trứng để thay đổi vận mệnh. Sưu tập đủ 10 vỏ trứng, rửa sạch, sau đó dùng bút viết lên chữ oán, đập vỡ vỏ trứng rồi để qua đêm trong sân. Ngày hôm sau, mang ra công viên, chôn vào một góc rồi lấy đất vùi thật chặt. Vận mệnh chắc chắn sẽ thay đổi, bạn hãy chờ đợi và quan sát, sẽ thấy điều bất ngờ sẽ xảy ra. 2. Thiệp hồng thay đổi tình duyên. Chuẩn bị một tấm thiệp hồng và một sợi chỉ đỏ, buộc sợi chỉ đỏ vào trong tấm thiệp, ghi tên đầy đủ của người ấy và bạn, địa chỉ nơi ở, ngày giờ sinh, sau đó để dưới gối 12 ngày đêm. Ngày thứ 13, vào lúc 6 giờ, lấy ra, ngẩng lên trời và nói lời cầu xin, rồi đem hóa đi. Nhất định, ước muốn sẽ trở thành hiện thực. Chiêu 3. Củ cải trắng thay đổi tài vận. Chuẩn bị một cây củ cải trắng, dùng kéo khoét sông ở giữa bằng một đồng xu. Nhét một tờ giấy đỏ có ghi 4 chữ vàng bạc châu báu vào lỗ hổng trong củ cải trắng. Sau đó, dùng một mảnh vải đỏ gói vào và treo lên trên phía cửa ra vào. Trong 12 ngày liên tiếp, vào lúc 8 giờ sáng lẩm nhẩm câu, chiêu tiền, chiêu bạc, tình hình tài chính ắt sẽ có thay đổi. 4. Nồi mới cũng thay đổi tài vận. Sử dụng một chiếc nồi mới, để vào đó 12 đồng tiền xu đặt ở phòng khách một đêm. Hôm sau, để thêm vào nồi 7 chiếc lá đa và 7 viên nhỏ rồi đun lên. Sau khi nồi nguội thì đặt 2 đồng tiền xu ở phía dưới tivi trong phòng khách, còn lá đa và đá thì để xung quanh nhà. Điều này sẽ mang lại cho bạn một năm rủng rỉnh tiền bạc. Chiêu 5. Khăn tay thay đổi vận mệnh. Mua một chiếc khăn tay mới ở 4 góc ngăn, viết chữ cát ở giữa. Ở 4 góc khăn, viết chữ cát, ở giữa khăn, viết tên mình và chữ đại cát, đại lợi, tâm nguyện như ý. Dùng một chiếc khăn tay cũ khác, ở 4 góc độ. Ở 4 góc khăn, viết chữ trừ. Ở giữa, cũng viết tên mình và dòng chữ phạn tuế, ác vận, giải trừ. Sau đó, vào giờ Tý ngày mùng 1 âm lịch của năm mới, đi về phía hướng Tây, vẩy lên 2 chiếc khăn, một chút muối và một chút gạo, rồi đốt đi, vạn sự sẽ được như ý. Chiêu 6. Sao nát. Chiêu 6. Gạo nếp hóa giải vận xui. Bỏ vào một chiếc túi đỏ 33 hạt gạo nếp và 3 sợi tóc của mình, sau đó mang vứt ra ngoài ngã tư gần nhà để cho xe cộ cán qua, vận xui sẽ theo đó mà tan biến đi. Chiêu 7. Lá đào chiêu vàng chiêu bạc. Chuẩn bị 3 chiếc lá đào và 3 đồng tiền xu, để tiền xu lên trên lá đào và chia vào 3 chiếc túi nhỏ có màu đỏ. Một chiếc đưa cho cha, một chiếc đưa cho mẹ, một chiếc còn lại giữ cho bản thân. Mỗi ngày đều mang theo bên mình thì vận may tiền bạc sẽ thường xuyên xuất hiện. Chiêu 8. Gương nhỏ hút tình duyên. Dùng khăn vải và nước muối để làm sạch một chiếc gương nhỏ, chờ gương khô rồi dùng bút viết thật đậm, thật rõ nét trên gương. Ban ngày thì mang theo gương, ban đêm thì đặt dưới gối. Làm điều này trong một năm sau đó đập vỡ gương đi, người kia ắt sẽ có cảm tình lại với bạn. Lưu ý, khi làm việc này thì không được nói cho ai biết. Chiêu 9. Tiền lẻ mang lại nhiều tiền chẵn. Viết 4 chữ vàng bạc châu báu lên một tờ giấy đỏ, sau đó để vào một cái bát rồi giấu vào trong một góc kín của phòng. Liên tục trong 3 tuần, mỗi khi đi làm về đều đem hết tiền lẻ có trong người để vào bát, hết thời gian. Vào buổi tối trước khi đi ngủ, nằm thật thẳng, ngay ngắn, thả lỏng cơ thể một cách thoải mái, thành tâm nghĩ về điều mà mình mong muốn, thực hiện trong vòng vài ngày, mọi chuyện sẽ được như ý muốn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.